Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tô Game Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile mới ra mắt tại thị trường Việt Nam ngày hôm nay, có tên gọi là Funline, chiến binh siêu quậy đến từ nhà Fantap. Các bạn để thấy đây là một con game nhập vai màn hình dọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nha. Ngay từ bây giờ các bạn có thể tải con game này trên Google Play cũng như App Store và vào game mà chơi thôi. Chúng ta sẽ vào game và trải nghiệm con game này nha. Một con game có cái đồ họa 2D theo kiểu phong cách chibi rất là dễ thương. Anh em sẽ có 3 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn, đó là đại kiếm sĩ này, thánh pháp sư và thần xạ thủ. Ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh một số cái về ngoại hình nhân vật như kiểu đầu tóc, khuôn mặt, đấy, màu da và giới tính nhân vật. Cái này còn chơi lớp nhân vật nào thì tùy mọi người thôi. Đấy. Rồi, ok, mình sẽ vào game nhá. Mỗi một nhân vật thì nó sẽ có các cái chỉ số rất là chuyên biệt như kiểu tấn công, phòng thủ, độ khó và độ tính cơ động. Thì tùy các bạn muốn chơi phong cách chiến đấu nào thì anh em chọn thôi. Cận chiến thì đại kiếm sĩ, phép thuật thì thánh pháp sư và tầm xa thì là thần xạ thủ. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ vào game nhá. Ủa, không đặt được đặt tên ta. Cùng Nami thám hiểm thôi nào. Ủa, mình tưởng phải đặt tên nữa nhỉ? Hay như mình chưa quên đặt tên rồi, thôi không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ nhá. Đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ có một con game nhập vai màn hình ngang. Nhưng mà thiết kế, tức là nhập vai theo kiểu là cái cách chơi là màn hình ngang, nhưng mà cầm chơi thì là kiểu điện thoại dọc nhá. Nó rất là tối giản luôn. Các bạn hoàn toàn có thể cầm một tay chơi được con game này. Tất cả mọi thứ đều được auto có sẵn rồi. Chúng ta vẫn có một cách chơi quen thuộc trong game nhập vai. Cái kiểu chiến đấu màn hình ngang này làm các bạn thể nhớ đến một số con game rất là nổi tiếng trước đây như kiểu Maple Story các thứ đúng không? Thì con game Funline là như vậy thôi, chiến binh siêu quậy. Rồi, các bạn sẽ click vào nhiệm vụ rồi nhân vật nó sẽ tự động đi thực hiện nhiệm vụ, tự động chiến đấu cho các bạn. Đây, mình học kỹ năng mới nè. Đấy. Vì là game kiểu dạng game nhập vai rảnh tay nên là các bạn sẽ không phải thao tác quá nhiều. Thế nên mình mới nói là các bạn có hoàn toàn này cầm một tay chơi được rất là thoải mái luôn. Game có độ cấu hình rất là nhẹ nhá. Và tính năng thì nó vẫn đầy đủ. Đấy, nhưng mà cách chơi đã được kiểu đơn giản hóa đi rồi. Ai cũng có thể chơi được, mọi lứa tuổi đều có thể chơi được. Tất nhiên là vì là game nhập vai nên là đây, chúng ta có thể được tặng miễn phí VIP này. Ồ, rất là ngon luôn. Đấy, các bạn có thể tặng free VIP luôn. Đấy. Và chúng ta sẽ có phần boss VIP, các bạn có thể săn boss. Đấy là cái kiểu đồ họa này thì nó dễ thương, đơn giản, cách chơi như vậy luôn. Tất nhiên là có người sẽ thích cái kiểu đồ họa này, có người không. Cái đấy thì tùy anh em thôi, mỗi người một sở thích khác nhau nhá. Chúng ta sẽ nhà trang bị, săn boss, kiếm trang bị. Game chơi rất là đơn giản đúng không anh em? Được cái là game này nó sẽ có VIP. Và hình như là các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ tặng free VIP cho các bạn rất là nhiều luôn. Cũng là một cái điểm để thu hút anh em game thủ. Đấy, lại đi săn boss VIP này. Quả lì xì. Nói chung về cái kiểu chơi này thì có người thích, có người không nha các anh em nhá. Có bạn thì không thích cái kiểu đồ họa nó chibi và đơn giản đấy đâu. Cái kiểu đồ họa này thì nó đơn giản, nhẹ, dễ thương. Nhưng mà các bạn thấy là cử động nhân vật nó sẽ nó không được mượt cho lắm. Cái này thì thông cảm thôi, game 2D mà. Game nó hướng tới cái việc làm đồ họa dễ thương. Và cách chơi thì đơn giản, ai cũng thể chơi được, không tốn thời gian quá nhiều. Rồi, hôm nay có tính năng tinh linh này. Các bạn sẽ tăng cấp tinh linh của mình lên. Rất các tính năng thì nó để ở bên dưới góc dưới này này. Đấy, để người chơi có thể thao tác. Hướng dẫn cũng là một cái giọng nói rất là dễ thương luôn. Mình nghĩ game này thì tất nhiên là kiểu màn hình kiểu chibi này thì vẫn có người thích ấy. Bởi vì dù sao thì game chibi ở Việt Nam thì không quá là lạ nữa rồi. Học kỹ năng mới này. Đấy, và các bạn hãy đừng quên là nâng cấp mà học kỹ năng, sau này cường hóa trang bị, tăng cấp tinh linh các kiểu. Đấy, tăng cấp tinh linh lên. Sau này có tính năng mình lên level nhiệm vụ cốt truyện thì mình sẽ mở khóa cái tính năng rèn trang bị. Đấy, ban đầu thì anh em cứ click vào nhiệm vụ để đi làm thôi. Game chơi đơn giản nhá. Đây, hoàn thành nhiệm vụ các bạn sẽ tăng cấp VIP nhá. Nhận thưởng này. Chúng ta sẽ mua mấy cái vật phẩm trong shop. Tăng cấp tinh linh. Tăng tiến bậc cho tinh linh này. Đấy, sau này đổi tinh linh các kiểu.
Game rất là nhẹ nhàng luôn. Gói tân thủ ngày 9 ngày. À, đăng nhập nhận quà 9 ngày. Đó. Bạn sẽ có rất nhiều ưu đãi nha. Rồi, chúng ta đến với phó bản. Đây là phó bản XP. Các bạn đánh quái để lên cấp. Và cái này thì treo auto thôi anh em. Đó, nhân vật nó sẽ nhảy qua nhảy lại. Ồ, lên cấp rất là nhanh luôn anh em ạ. Đây, hệ thống trang bị này cũng chia phẩm cấp. Nó là cả set đồ ấy, tổng cộng là 6 món là thu thập set đồ sẽ kích hoạt thêm chỉ số. Thì nó cũng chia phẩm cấp theo màu thôi, xanh lá, xanh dương, tím, cam, đỏ gì đó. Về cơ bản thì vẫn là lối chơi nhập vai thôi, không có gì quá đặc biệt cả. Thậm chí nó còn quá đơn giản luôn. Tăng cấp kỹ năng, đây sau này các bạn này tăng cấp kỹ năng này. Đấy, các bạn sẽ kiếm nguyên liệu để tăng cấp kỹ năng. Rồi bây giờ đã level 30 này. Đây, các hoạt động hàng ngày nó sẽ mở dần ở đây nhá. Hoạt động giờ vàng này. Còn đây, ví dụ mà các bạn lỡ mà bỏ qua các hoạt động ấy, thì các bạn hãy tìm lại. Đấy, rất là nhiều động luôn. Đó, các bạn thấy không? Nhiều động dã man luôn. Boss thế giới các kiểu, phó bản các kiểu. Nhưng mà để kể hết thì nó hơi lâu. À, thôi, cứ biết thế đã. Cái bảng này nó che mất. Rồi. À, các bạn này nếu mà chơi lâu dài thì anh em này nạp đầu nhé để nhận các cái ưu đãi. VIP 4 thì sẽ mở khóa 2 nhân vật, nó sẽ có thêm nhân vật để cày cấp. Đấy, đây cũng là một cái khá đặc biệt của cái con game Fun Night này. Chúng ta sẽ có hai nhân vật, tức là kiểu đồng hành đấy mọi người. À, tính năng phó bản này các bạn có thể khiêu chiến người chơi khác. Đó. Leo hạng, hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều. Đấy, nó gọi là tính năng dã chiến. Sau này các bạn này khiêu chiến, khiêu chiến người chơi khác. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi tăng cấp kỹ năng nha. Ok, như vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ nè. À, còn thắng dã chiến 2 lượt đây. Mình sẽ kiếm một đối thủ mình đánh nhá. Đó, các bạn cứ hoàn thành nhiệm vụ là sẽ lên cấp VIP nha mọi người nhá. Mua hết cái thuốc VIP này, xong rồi mình sẽ đi tăng cấp cho tinh linh. Đây. Cái khuật VIP này, anh em thấy không? Bây giờ mình đã lên tận VIP 2 rồi. Đó, sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ lên dần VIP 3, VIP 4. Và khi đến, mở đến VIP 4 ấy, thì mình sẽ mở khóa phần đồng hành. Đấy. Đây, đến tính boss này, các bạn để khiêu chiến boss nhá. À, sau này nó sẽ mở khóa các cái nhân vật thứ 2, thứ 3, thứ 4 này. Các bạn thấy không? VIP 4 mở, VIP 7 mở và VIP 10 mở. Thì ở đây, thì sau này các bạn có thể kiểu chơi cùng lúc nhiều nhân vật ấy. Cũng khá là hay nhỉ? Đây, chúng ta sẽ có phần cài đặt. Nói chung là cái phần cài đặt này thì nó cũng không có gì đâu, game nó quá nhẹ rồi nên là phần đồ họa nó mặc định sẵn rồi mọi người ạ. Đấy, game chơi đơn giản thôi, còn bạn nào mà thích thì có thể tải game vào nghịch thử nhá. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp một hoạt động khác này. Đây, đây cũng là phó bản để các bạn lấy kiếm XP. Tôi muốn đổi tên nhân vật mà không biết ở đâu, lúc đầu vào quên mất đổi tên nhân vật anh em ạ. Cay dã man. Sau này có thể đổi tên này. Mình chưa biết đổi tên nhân vật chính của mình ở đâu. Thôi chắc tạm vậy đã anh em ạ. À, chúng ta có boss thời trang này. Ồ, có đồ thời trang. Chúng ta sẽ đánh boss. Rồi. Boss thế giới, VIP boss các kiểu. Rồi, chúng ta sẽ đi đánh boss thế giới. Boss thế giới này sẽ đánh chung nhá. Tức là tất cả mọi người chơi cùng vào đánh. Và nó sẽ tính theo hạng sát thương để nhận thưởng.
kiểu kiểu như thế đó, rất là nhiều người chơi phở bánh vì boss thế giới nó rất là trâu máu đấy, 200 hơn hai gần 250 cột máu mà nếu như một mình đánh thì rất là lâu, nên là sẽ có người chơi khác để đánh nó sẽ nhanh hơn, trong đó mình sẽ tranh thủ đi nâng cấp. Đây, rèn trang bị này có thể cường hóa nhanh trang bị này, đó, cho nó khỏe. Sau này có khảm ngọc, tinh luyện các kiểu. Đấy, về cơ bản thì vậy thôi. Thì bạn nào mà thích cái chơi kiểu màn hình nhập vai, rảnh tay màn hình dọc với cái đồ họa chibi rất là dễ thương thì có thể tải và chơi thử con Phantnight chiến binh siêu quậy đến từ nhà hàng Phantap nhé. Game đã chính thức ra mắt ngày hôm nay trên cả hai nền tảng là iOS lẫn Android. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng, mà thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.